Rồi bài trước thầy hướng dẫn các bạn là soạn thảo trên Notepad cộng. Bây giờ mình sẽ dùng một cái trang web soạn thảo trực tiếp luôn để cho nó dễ nhìn. Như vậy đối với lại trang web này, giao diện là chúng ta chưa đăng nhập thì nó có ba phần soạn thảo. Phần thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng HTML. Phần thứ hai là CSS để làm cho trang web của chúng ta đẹp hơn, màu mè. Phần thứ ba là các bạn chạy JavaScript, thì cái phần này chúng ta không cần. Chúng ta chỉ cần phần này với lại phần CSS thôi. Như vậy, trước tiên chúng ta sẽ chọn cái HTML trước. Còn phần CSS này thì để từ từ chúng ta học đến thì chúng ta sẽ quan tâm đến nó. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái mới, chúng ta tạo mới ha, hoặc là các bạn sẽ login ở đây. Thì trong phần login này bạn sẽ tạo tạo user và password để bạn login bằng cách là các bạn sign up. Đó, chúng ta có thể là sign up để chúng ta làm và chúng ta lưu lại bài của mình. Còn bây giờ thì tạm thời chúng ta soạn thảo trực tiếp ở đây, rồi chúng ta download cái nội dung xuống. Vậy cái bài mà các bạn sẽ thực hành bây giờ là các bạn làm một cái form đăng nhập. Nó có username, có password và có remind ở đây cái thông tin và một cái nút. Như vậy thì các đối tượng mà chúng ta đang xài ở đây, để gom tất cả những đối tượng này lại thành một component thì người ta dùng một cái thẻ là form. Cái thẻ này nó sẽ liên quan đến việc xử lý đăng nhập. Ví dụ bạn nhập username là abc, password 123456 thì nó sẽ kiểm tra cho mình là đăng nhập đúng hay sai. Nếu đúng thì nó cho vào, sai thì không cho vào, thì nó dựa trên cái form này nè. Nếu như mà các bạn không có chữ form thì nó vẫn thể hiện được giống như vậy, nhưng lúc mà chúng ta bấm login nó không có ảnh hưởng gì hết. Còn nếu mà chúng ta có form thì khi mà chúng ta bấm login, chúng ta có xử lý thì nó sẽ lấy dữ liệu từ đây để nó xử lý. Thì chú ý là mình thêm cái thẻ form. Cái tiếp theo là cái chữ username là chỉ đưa ra một cái thông báo thôi. Thì chỗ này lúc bài demo của mình, nếu như mình muốn đưa ra một cái chuỗi thì mình có thể dùng thẻ B hoặc dùng thẻ A để mình đưa cái văn bản ra. Còn ở đây người ta sẽ hướng dẫn cho mình là chỗ này nó là một cái nhãn, một cái label, mà đi kèm một cái nhãn là cái thẻ input để mà các bạn nhập dữ liệu vào. Như vậy thì tí nữa cái ABC này nè, nó sẽ đưa vào cái chữ là ID để nó giữ cái giá trị của mình. Rồi tiếp theo là password của mình, ví dụ mình nhập 123456 thì nó sẽ lưu trong cái WP. Mình nhập cái gì thì nó lưu trong này, nó lưu trong cái biến này, lưu chỗ này. Tương tự cái chỗ là check vô có hay là không, lưu ở trong cái chỗ là RE, tức là remember, nhớ nhớ thông tin. Và nó sẽ tạo cho mình một cái nút. Cái nút thì các bạn dùng cái thẻ là button, cái nút, và cái tên của nút là submit, tên của nút là login và cái kiểu là submit. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện làm cái form này trên cái bài mẫu của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ vô đây, các bạn sẽ dùng cái, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ làm từ đầu, chúng ta làm từ đầu. Các bạn sẽ gõ vô là mở ngoặc chấm than dot type html, và phía dưới mình sẽ gõ là html, nhấn dấu tab thì nó tự động nó xin đóng và xin mở cho mình luôn. Các bạn ghi đúng cái thẻ mà trong HTML có thì nó sẽ tự động nó thêm cho mình.
Thì mình ở đây mình cứ gọi là HTML, nhấn phím tab thì tự động nó thêm. Hoặc là mình sẽ làm như thế này, mở dấu ngoặc rồi mình gõ HTML. Hả? Ví dụ như mình gõ chữ H đi thì nó ra rất là nhiều cái thẻ H liên quan. Nhấn dấu tab, enter. Mình bị dư cái dấu. Còn không mình đóng ngoặc, tự động nó thêm HTML. Nhấn dấu tab. Cấu trúc trang web của mình là có phần đầu, có phần giữa và có phần cuối. Vậy phần đầu là gì? Hết ha. Rồi mình gõ chữ hết, sau mình nhấn tab, tự động nó thêm thẻ đóng. Nhấn phím tab trên bàn phím của mình á, được không? Mình gõ chữ hết thôi, xong nhấn phím tab, tự động nó thêm. Đó, mình nhấn HTML thì tự động nó sinh ra một cái thẻ HTML cho mình. Sau đó bên trong HTML thì nó sẽ có cấu trúc đầu, giữa, cuối. Và mình đang soạn là khúc đầu, khúc giữa trước. Header, body, còn footer tí nữa mình làm sau. Như vậy, hết. Bấm hết, nhấn tab. Được không? Trong hết này thì chúng ta sẽ có hai thẻ quan trọng. Mình gõ vô đây là meta nè, nhấn tab nè. Đưa vô đây nè. Nhấn control space thì nó sẽ lên một số cái thẻ con của meta. Nhấn control với lại cái phím dài á. Được không? Nhấn phím control và cái phím dài trên bàn phím thì nó sẽ ra một số cái thẻ con. Nhấn control space, nó ra tra set. Rồi chỗ này control space tiếp, nó hướng dẫn cho mình là UTF-8 để cho nó thể hiện được tiếng Việt. Cái tiếp theo, bây giờ nếu mà mờ thì mình chuyển qua chế độ ban đêm thử coi. Rồi dễ nhìn hơn không? Hay cũng vậy. Hả? Vậy dễ nhìn hơn hả? Rồi, chỗ này chúng ta sẽ có một cái thẻ nữa là sẽ title. Title. Và các bạn sẽ đưa vô đây là đăng nhập. Đó là xong phần header ha. Tiếp tục mình sẽ có thẻ body. Top body. Mình gõ chữ body, mình nhấn tab thì nó sẽ sinh ra thẻ đóng cho mình luôn. Sao nữa em? Rồi, ở trong body này các bạn sẽ làm cho thầy một cái thẻ là H1 tab, mình để chữ đăng nhập. Cái chữ đăng nhập ở trên này là nó thể hiện ở tiêu đề khi mình chạy web. Còn cái chữ đăng nhập này là nó thể hiện ở phía dưới, ở phía dưới của chúng ta. Đăng nhập. Được chưa? Như vậy thì khi mà chúng ta chạy thì cái chữ đăng nhập này nó sẽ thể hiện ở trên title. Còn cái chữ đăng nhập này là sự thể hiện ở dưới nội dung. Bây giờ để làm được cái đăng nhập thì chúng ta sẽ sử dụng một cái form. Form với cái thẻ là form. Nó đưa vô một cái từ là action, các bạn để đó. Tí nữa mình tính sau. Enter cái form này xuống. Enter form xuống.
form thì cái cấu trúc của form mình cần làm là form đăng nhập ở đây. Thì nó có một cái label. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái label. Phóng to này vào. Đấy. Label. Rồi nhấn tab. Chỗ này chúng ta trong cái label này chúng ta sẽ có cái chữ là username. Cách ra một cái username. Và để mình lưu giữ cái username này ở cái biến, để sau này mình lấy cái giá trị đó mình về mình xử lý, thì các bạn sẽ có một cái thẻ là input. Input kiểu dữ liệu là type, là test, là mình lấy kiểu chữ. Được chưa? Như vậy cái nội dung của mình là nó có username và nó có cái chỗ để mình nhập dữ liệu vô đây nè. Ví dụ như là admin. Đó, mình nhập vô. Và mình xuống hàng cái. Xuống hàng thì các bạn dùng thẻ BR. Xuống hàng dùng thẻ BR. Các bạn gõ vô đây BR tab. Thì nó sẽ cho các bạn một cái thẻ xuống dòng. Tương tự như vậy ở chỗ này. Các bạn sẽ có label ta là password. Password. Và mình cũng dùng một cái thẻ input. Input. Chú ý chỗ này tí xíu. BR tab. Như vậy mình đã có username, password rồi. Nhìn kỹ lại chỗ này. Password thầy cho cách ra. Rồi ở đây mình gõ username admin. Password 1234. Ủa kỳ vậy? Password sao kỳ vậy? Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thay đổi cái type này nè. Cái type này chúng ta không để là test nữa, mà chúng ta đổi vô đây là password. Như vậy thì lúc này cái đoạn mà chúng ta nhập vào nó sẽ thay đổi 1234, tự động nó ẩn cái ký tự này đi. Được không? Tự động nó ẩn đi. Nếu như mình muốn xem, bấm vô đây. Đó, nó tự động nó làm việc đó cho chúng ta. Rất là tiện. Này, code của mình đây. Mình có một cái thông báo, một cái nhãn là username. Sau đó mình có một cái chỗ để lưu. Và chỗ này thầy chỉ mới đưa cái thông tin thôi. Còn lưu ở đâu thì các bạn sẽ thêm chỗ này giúp cho thầy. Thêm chỗ này name bằng. Ví dụ username thầy để là ID. Ở chỗ này với cái thẻ input cho password thầy để là name là BW password. Thì tí nữa mình gõ cái chữ admin, nó sẽ dùng cái biến này để giữ. Mình gõ 1234, nó dùng cái này để giữ. Được không? Như vậy là chúng ta đã làm được ở đây là cái username, password. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là cái thẻ là remember me. Và các bạn chú ý cái chỗ này nó hơi khác khác một tí nè. Cái label này của mình là mình đóng cả cái thẻ input luôn.
cái label này mình đóng cả cái thẻ input bên trong. Còn cái label ở trên là mình chỉ có cái chữ password thôi. Như vậy nó khác tí. Như vậy ở đây thẻ sau khi input các bạn sẽ có một cái label ở đây. Ví dụ như bình thường thì các bạn để là remember me. Đó, remember me. Và bên này nó thể hiện và bạn đưa cái dấu check ở phía trước này. Vậy ở chỗ này ngay cái trước remember me các bạn sẽ cho thầy một cái thẻ input. Và cái chỗ này không phải là test nữa mà chúng ta đổi nó thành gì? Checkbox. Đổi nó thành checkbox. Và phía dưới chúng ta cũng dùng thẻ PR để cho nó xuống dòng. Và chúng ta dùng một cái thẻ là button. Button. Mình đặt ở đây với cái này người ta để là login. Login. Và phía bên trong chúng ta dùng cái type cho nó. Type. Bằng submit. Bằng submit. Rồi đây là trang login của mình. Được chưa? Yeah.
Sau khi mà các bạn soạn xong rồi thì các bạn nhấn vô download thì nó sẽ lưu xuống cho bạn một cái file ở đây. Bấm vô chữ download thì nó sẽ cho bạn một cái file. Cái file này nó có cả ba, nó có cả index, có cả JS và có cả CSS. Nhưng mà mình chỉ dùng có cái này thôi. Hai cái kia thì mình chưa cần, bởi vì mình chưa có được. Không, nhưng mà sao thì nó chỉ lưu ở trên cái hệ thống thôi. Trên có không? Có nè. Không có à? Rồi bây giờ để thầy bấm login vô thử coi. Sign up. Tạo một tài khoản. Username BinhTQ7. Email FPT đi. Password. H-E-L-X. Rồi login. Username. Login. Rồi vẫn có download mà. Vẫn có download mà.